Rồi, Thanh Toàn chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại đường Nguyễn Đáng, phường 7 của thành phố Trà Vinh. Hiện tại thì Toàn đang ở chùa Khmer Phướng. Hôm nay thì Toàn cùng chú Đường và anh Hiền. Hôm nay quay vô đây để Toàn quay ba của Toàn cưa bớt cái đọt của cái cây dương. Đây, cây dương này rất là to luôn cả nhà. Đứng xa mà nhìn nó to như thế này nè. Ở bên dưới này là những cái tháp. Cái tháp mà những cái nhánh của cây dương này nó gieo qua cái mấy cái tháp nè. Sợ nó bị gãy nguyên cái phần nhánh này, chắc có lẽ là chùa thế vậy, nên là nhờ ba có Toàn lên để cắt bớt phần nhánh nó xuống đi. Đây, những cái tháp. Ba có Toàn đang treo một món leo. Quá trời cái dương nó to. Quá duyên á, như là mình đi cũng như mấy sư đó đi quá duyên rồi người ta cúng dường, dường thức ăn, có chai chai có mặn ăn mặn. Nhưng mà người ta đem mới đem về về chùa thì cùng ăn, mình vô lại chung luôn cũng được. Dạ. Hình như người Khmer là ăn theo phái Nam Tông phải không ba? Ăn mặn. Ăn cái đó là, như là ăn có một là bữa trưa ha, kêu là cứ ăn ngọt đó, ăn một bữa thôi. Dạ. Một ngày chứ ăn một bữa. Còn mấy bữa ăn nhẹ là uống sữa và ăn bánh, chứ không có ăn cơm. Cơm chỉ có ăn lúc 12 giờ trưa hoặc là giờ nghỉ trưa thôi. Mình xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa sẽ cưa cây dương này như thế nào. Hoa cũng chưa biết là cưa cái này cưa mấy đâu. Cái nhánh nó đang về trong mấy cái tháp đó. Mấy cái tháp này là cũng như là người ta đã mãn phần chết rồi, là đi vô lò thiêu. Thiêu ở bên kia đó. Thiêu xong rồi mới vô cái cũng cho cốt vô đây rồi mới làm vô cái tháp này. Và mấy người có nằm ở trong chùa này cũng mấy sư gì đó. Mấy người được vô cái tháp vậy. Còn ở trong kia này có một cái nói họ cái mang lộn luôn rồi. Mang không leo ngon. Cái là để vô trong cái tập trung. Tập trung viên. Cái này. Như cái này cũng giống như ngôi mộ dưới quê. Ngôi chùa này được 400 năm rồi. 400 năm tuổi. Hoa cũng nghe lại bác ở trong đây nói lại. Này giờ Toàn mời quý vị cùng lại chiêm ngưỡng cái gốc cái cây dương. Cây dương này có 100 năm tuổi. Cây này chắc hơn 100 năm tuổi quá. Hoành là 320. 320. 320 hoành. Ngộ à. Cái thịt nó ngộ lắm cả nhà. Nhìn nó xoắn xoắn nè. Không biết quý vị thấy được. Này nó sắn hay gì. Cây này rất là chắc luôn. Này những cái phần nhánh mà ta đốt là hầm than được. Đốt cháy rất là lâu. Than mới tàn. Một cái này bị hư rồi. Bị hư dưới gốc rồi. Dân và anh Sang thì cũng cưa ở gần đầu tiên. Này phải có cây đẩy lên này gì. Cái cây đa này thì ba cũng có làm cái ống nước nhỏ. Như nhỏ đâu? Nhỏ này phải nhỏ gì? Nhỏ cột lên một cái. Thì đây cái tiếng máy cưa xa xa kia là
chú Dân đang leo cắt mấy nhánh cái cây dầu nha cả nhà, mấy nhánh cùng với anh Sang và anh Hiền đó. Đây ba cái toàn quyết định xuống là quăng dây lên, quăng lại cái nạn phía trên, quăng lên leo đu leo lên cho nó lên nhanh. Ba cho hỏi cây dương này có giống như cây thông không? Nó thịt nó cứng hơn cây thông, mà thịt nó màu đỏ, còn cây thông thì thịt màu trắng, mà cây thông thì nó có lớp một lớp là thí dụ nó một lớp nó hơi nâu nâu chút, một lớp trắng ngà nó vậy đó, mà nó sau này nó già nữa là ở trong nó cái lỗi ở trong á, là ta lấy ta làm ngù cái đó lấy là ta để nó làm nhang lửa đó, làm ngù. Hồi xưa ở xưa ngoài Lâm Đồng á thì có mấy cái thông bự đó, hoặc là cái cây mấy cây chết á là cái bắt đầu nó gom cái ngù xuống dưới cái gốc nè, là người ta lấy ta bán ta cần ký bán tiền không à. Dạ. Là cái đó là cái nhựa nó tích nhựa lại không ạ? Nó tích nhựa vô đó lắm. Cái này chắc bị lửa đốt táp dưới gốc không? Ôm vậy đi lại đây. Kéo lên chậu qua luôn. Leo lên cây này chậu qua. Lên cây dầu kế bên. Dưới Trà Vinh này là nhìn rất là nhiều cây dầu. Hầu như là dưới đây trồng cây dầu nhiều lắm. Cây dương bắt cái toàn có cột và lấy cái cọng dây cột vô cái cục gạch. Bây giờ chút nữa ba cái toàn leo lên từ cái cây dầu nhỏ này, leo lên cao cao trên mình quăng qua cái nạn ở phía trên của cây dương bên đây rồi đu lên. Cây dầu này thì nhỏ thì ba cái toàn sẽ dễ leo hơn cái cây dương nha các nhà. Bơm cát xong rồi nước phèn nó lóng cắn lại nó chảy, nó chảy. Những cái nhánh chà chà mà nó chỉa chỉa nhỏ nhỏ như thế này là như thường thấy là cây bằng lăng á cả nhà. Cây bằng lăng. Giờ thì ba có toàn sẽ leo xuống và qua bên cây dương này, đu dây lên, leo lên. Ở phía bên kia có hai cái cây thốt nốt, nhìn rất là đẹp luôn. Đây, và bây giờ ba có đoàn sẽ leo dây lên, leo từ sợi dây lên.
cái đầu dây bên kia thì chứa đường đá có cột vô cái góc của cây bằng lăng này. Cái phần nhánh bên đây leo, cái phần cây này thì leo lên cái nhánh ở trên thì nó rất là to và nó dựng đứng nè, ba cái toàn cột cái, một cái cục dây để chọi lên cái nạn trên, và cái đuôi dây thì cho chú đường ở bên dưới này giữ, ba cái toàn sẽ đuôi sẽ dây lên tiếp tục. Này, giờ chú đường sẽ định giữ sợi dây lại để cho ba cái thằng đi từ sợi dây lên. Sợi dây lại là một cái điểm tựa để mình đi lên đó cả nhà. Cái nhánh này thì ba có toàn chừa lại để làm một cái nhánh thở. Sợ cái cây này nó lâu nó lớn tủ quá mà không chừa nhánh thở nhiều thì sợ nó ngợp nó chết. Ba cái da cây này quá thì dày luôn, ba con thằng đi tới đâu lột tới đó để kiếm cái chỗ bám. Thôi vậy thôi chứ chỗ ba con toàn đứng cũng rất là cao luôn đó cả nhà, mười mấy mét rồi. Ba con toàn đang tràn cái sợi dây để chắc dùng để treo nhánh quá cả nhà. Còn không biết được là cái phần nhánh này sẽ cưa vô tới đâu nữa. Và con toàn cột hai nhánh luôn, hai nhánh nhỏ. Ba cái thằng vẫn có nịch đan an toàn vào nha cái này để cho giữ người lại. Ôi sao leo xuống nữa rồi.
mới leo lên vừa hơi hơi leo xuống rồi. Trâu của cái đọt nó dài quá trời dài luôn. Nói về bự vô chứ đừng ơi. À, chứ đường thì mới cột cái nhánh lên cho chứ đường mới cột cái sợi dây lớn lên cho bà có đồng dùng để treo những cái nhánh lớn và có một cái sợi dây nhỏ dùng để điều khiển thôi. Hiện tại thì anh Hiền đang cắt củi ở bên dưới, cắt cho nó gọn gọn nên là hơi ồn nha cả nhà. Âm thanh máy cưa của Bosco quá lớn. Tiếng lớn nhưng mà máy cũng mạnh chứ không phải là đủ cho em chứ được. Xuống này chú. Chưa tới đất mà ngưng rồi. Sử dụng thêm cái sợi dây nhỏ, cái sợi dây dùng để kéo điều khiển, cột thêm một cái nhánh nhỏ ở dưới nữa nha cả nhà. Tại cọng dây treo là dùng cái cọng dây lớn nên là cột gần hai nhánh được. Hai cái cọng dây dài dài ở phía sau ở sau đít ba cái tuần thì dùng để treo cái máy cưa, nhưng mà hiện tại ba cái tuần chưa có xài. Cọng dây đó thì nó có cái độ co giãn nha cả nhà. Cô là phụ ngay cái hàng rào luôn.
giữ dây chứ đường kéo điều khiển. Tùng mới hỏi ba cái Tùng sao không treo nguyên nhánh bự, thì ba cái Tùng nói ngay cái chỗ ba cái Tùng đứng á, thì nó bị bọng, nên là ba cái Tùng phải bắt buộc treo từng nhánh nhỏ từ từ xúc. Nó treo nhánh bự quá thì nó giặt, có thể là nó gãy ngay chỗ bị bọng đó. Tùng đứng bên dưới này nên Tùng cũng không thấy rõ lắm, không có quan sát được cái thân cây phía bên trên. Cái cây này thì nhìn sơ sơ qua thì nó nhìn na ná giống như cái cây thông nha cả nhà, cái lá đó, nhưng mà nó không phải cây thông. Ba cái Tùng quyết định là treo cái nhánh mà nãy giờ dùng để treo cưa mấy nhánh trước đó. Kéo ngay chú Đường ơi. Cầm đuôi dây á chú. Rồi sáng dây anh Hiền ơi. Nẹo dây cho nó không xuống được. Mình như bây giờ là bà có lần quyết định cột nguyên cái nhánh lớn rồi. Nãy giờ cắt cái phần đọt ở trên thì nó cũng nhẹ bớt rồi cả nhà. Giờ có thể là nó chịu được sức nặng của cái nhánh cây này khi nó giặt xuống rồi. Bà có lần cắt nhánh bự được. Nhánh bự nha anh Hiền.
cái tiếng máy cưa chạy bên kia là chú Dân đang cắt tỉa cái dầu lại, bớt nhánh lại cái nhà. Xuống anh Hiền ơi, xả luôn cũng được nè. Hai cái được hết trơn luôn. Bà con thôn giờ leo xuống. Hình như cưa một cái lóng bự luôn á cả nhà. Bà con thôn chừa một cái nạn nhỏ ra để chắc dùng để treo cái lóng đó. Rồi kích dây anh Hiền ơi. Dây đó kéo điều khiển. Đấy không? Theo tuần nghĩ thì cắt thêm một cái treo thêm một cái nhánh này nữa là qua các đoàn sẽ cắt lóng những cái phần nhánh còn lại. Tại nó qua khỏi cái bờ tường dưới này à. Đắng bờ tường rào. Giật mạnh luôn nghe chú Đường, giật mạnh là giữ luôn nha, để nó quơ vô người ba con á.
cây này cái mặt cây quá lớn nên là vừa khá là lâu mới đứt được. Để bà leo xuống cái đây hãy thả anh Hiền ơi. Vậy là ba cái thằng nói nó bọng ở trong cái chân của cái nhánh ở trong rồi, chứ không phải là nghe cái ở phía trên này. Cái nhánh nó bị bọng khúc nào ba? Ngay chân ba hả? Xong để kéo qua rồi hả bà thả xuống. Bị dướng luôn rồi. Xả lại luôn đi. Ê, chứ vô kẻ đó sao ra lọt được. Thả nó đè lên con dây đại đi chú đừng ơi. À, chú đừng mới cột cái máy lớn lên cho ba có thùng. Cái máy Bosco 6900 dùng để cưa nguyên cái phần lóng bự đó luôn á cả nhà. Đây cái sợi dây treo nãy nè, dùng để chập đôi lên, dùng để kéo cho nó ngã qua khỏi cái bờ tường ở bên dưới luôn. Giờ tao mới thấy nè, nó đúng đen đen ở trong đó cả nhà. Ở vậy nãy bà có còn sợ nên mới nói với anh Hiền là xả chậm chậm thôi. Đai vô cái nhánh bên đây luôn, nịch vô hai nhánh một lúc.
nó bọng một lỗ luôn nha, bọng quá trời bọng luôn. Bọng con trâu nó nhảy. Bọng hết trơn, hình như có đất ở phía trên luôn. Bọng giống luôn. Hai cái nhánh cây dương vươn lên cao, hình như là bao có hoa chừa lại. Nếu mà chừa hết thì cây cái phần nhánh nó không có thể sống được. Giờ thì cưa vậy cũng đã xong rồi đó cả nhà. Giờ sẽ ba con thằng xe xả cái máy cưa và lấy xuống. Vậy là nó bọng dài tới lên trên luôn rồi. Cây này ghê, cái nhánh này ghê quá, nguy hiểm quá. Nếu không cưa là nó có thể là nó ngã xuống ngay cái tượng Phật bên dưới nè. Nó tét nhánh. Đây, có tượng Phật ngồi bên đây nè. Né hãy ve qua gần tới luôn cả nhà. Rồi, nó ngã xuống nó lúng đất rồi nè. Không. Ủa? Vậy nó đã bọng đây luôn rồi. Nó bọng đây luôn rồi cả nhà. Ây da, sắp dầm. Nó bọng đây luôn rồi. Vậy là bọng từ đầu tới đít luôn. Cái gì bộ đi xuống hả? Đây nè, nãy ba có toàn nhìn mấy cái lỗ này nè. Đây là nó bọng sâu vô trong luôn. Và ở đây nữa nè cả nhà, ngay cho nhánh khô nè. Quá ghê. Cái dương cái da nó ngoài nó đỏ đỏ như vậy nè. À trời ơi, quá chạy cái lỗ này rồi. Đang bắt cái lát, lát đó, lúc qua trong luôn. Đây cái lỗ 2 tấc. Trời ơi, bọng lên tới cái nhánh trên đây luôn mà. Quá trời dữ. Đây là nó cũng chết luôn rồi nè cả nhà. Nè. Cũng thành đất luôn rồi. Thành đất luôn. Cây này mà không bọng rồi thật. Cái này hầm than đá lắm á cả nhà. Rồi lôi lên Tùng ơi, lôi con dây bên đây phải lên Tùng ơi. Rồi giờ chú Đường cột cái dây lớn lên cho ba cái Tùng leo xuống, cũng có thể là đu dây xuống. Đây, giờ ba cái Tùng đang leo xuống nha cả nhà. Chút xíu nó không gắn mình chút cái dây ớt vô cái cây 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 cây. Coi nè, nó bọng lên tới đọt chứ luôn. Cái dương nó dở lắm, dễ bị bọng lắm. Mà cái dương thì cái thịt nó chắc, cứng.
Cái này là ta làm trống á, trống trống chậu á. Hay ba cây dương này là gỗ đỏ hay là gỗ trắng? Đỏ. Cái này gỗ nó đỏ. Cái gì nó già đỏ. Già đỏ hay là gỗ của cây dương có hai loại vậy ba? Như có hai loại, loại gỗ vàng. Cái lỗ nó bọng hai tấc. Gỗ đỏ. Thì nó xây to, nhánh to là nó trắng vậy đó. Còn già thì nó đỏ là gì nè. Ôi, cái này quá trời bọng. Mày chết luôn, nếu mà bỏ luôn chứ cứ củi nữa đâu ra. Dạ, thịt nó xoắn. Cái lớp, một cái lớp nó lớp ra ngoài nó như vậy. Nó trồng lên một cái lớp dày. Nó chéo qua, chéo lại, chéo qua, chéo lại vậy nè. Nó hòa vậy đó. Chéo nha. Lớp rồi vậy là ba của Toàn cũng đã cắt mé nhánh, hoàn thành được cái nhánh to này rồi. Thôi Toàn xin tạm dừng video tại đây, hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.